Rồi hello, mình xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Bữa nay mình có về được một mớ phụ tùng quay Thái 110. Nói chung là mình mua tùm lum hết trơn á, tại vì mình mua bán mà mình cần phải mua phụ tùng liên tục để mà có cái cập nhật cho anh em, để mà anh em là có nhu cầu thì mình bán mình kiếm lãi. Cái này, cái đầu máy này là của cái phụ tùng mình mua riêng nha anh em, còn cái chiếc xe này thì mình chưa có rã nha, nè máy nè đó, bộ tai dây heo mình bán rồi, đồng hồ mình bán rồi, kính với lại ba ga mình bán rồi, còn học đồ nghề với lại cái combo của Alpha nè anh em. Thôi anh em nào chốt mình giao nhanh lẹ luôn nha. IC GLE đệ zin nha anh em, GLE đệ zin Alpha nha, Alpha lốc trắng 204 anh em. Mình bán combo này 450 ngàn, IC mô pin chất sạc GLE đệ đẹp hết nha anh em. Đó, mình bán combo này 450 ngàn nhanh lẹ cho anh em luôn nha. Thần tốc, học đồ nghề này 200. Đó, đây bây giờ mình mang dép tổ ong mình. Nói chung là mình về được với ngôi nhà mới, thật sự nó rất là tuyệt vời anh em. Nó rất là tuyệt vời. Mình chân thành biết ơn những anh em đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho mình, giúp đỡ mình và hỗ trợ mình mới có được ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả những anh em khách hàng nữa. Anh em khách hàng rất là thương tình ủng hộ mình trong 2 năm vừa qua. Từ lúc mình lập kênh YouTube này nha, còn cái thời điểm trước là mình bán phụ tùng quay 110 lâu rồi, mình biết mình chơi và mình bán phụ tùng quay 110 cách đây nó hẳn với anh em từ 2017 tới bây giờ rồi, chứ không phải mới đây đó. Anh em kính kính ham còn hàng này, anh em có xài ủng hộ em nha, 270 ngàn một cặp. À coi, 3 6 9 9 với 29 60 trừ cho 29, đúng rồi, mình bán là từ trong ngày hôm qua không là 31 cặp đó anh em. Nói chung anh em thầy thợ nào mà lấy số lượng 5 cặp đi, mình nói thẳng với anh em mình có cái giá cho anh em chắc chắn về sẽ có lãi luôn. Mà kính là kính xịn, kính đúng chính hãng không đa thái nữa. Đó, ok, chuẩn chỉ nha. Nói chung phụ tùng thì em còn nhiều lắm, anh em cần thì cứ liên hệ cho em. Thì ngày mai chắc em có về một cái hai một hai đơn hàng mới, em sẽ cập nhật với anh em nha. Tem tiết các kiểu anh em ha. Rồi, bây giờ em xin đi vào bán hàng nha. Mình báo giá anh em là có nhu cầu mua liên hệ cho em. Số em 0865 890 158 ha. Ok. Rồi, đây em có một bộ ốc máy quay Thái 110. Thì bộ ốc máy này ông anh mình ông rã ông bán đồ ngộ lắm. Ông giao cho mình luôn cả cái phần của lửa nè, là bao gồm một cọng sơn đề nè. Nè, theo xe mực còn nè. Đó. Mình cho đi chung bộ ốc máy luôn, chặn dưới đề con ốc bắt chặn dưới đề. Hai con thằng lằn mình bán làm biếng giữ cái này lỡ bán buôn thứ chút đỉnh công đó. Bộ ốc có cả bộ tăng cam luôn nha. Nè, cái bánh bánh đỡ nè, bánh đỡ nè anh em về thay nha, mình nói cái nào thay phải thay vứt nè, cứng ngắc rồi nha anh em, cứng ngắc rồi nha, về phải thay nha đó. Lò xo ống sáo tăng cam zin của quay Thái 110 mình kiểm tra nha anh em, bi nó không có bị sụp sịch rồi đâu, còn xài ngon. Vậy anh em kỹ vệ sinh lại. Con ốc tăng cam đủ luôn nha, chưa vệ sinh. Quan trọng là cái bộ này nè. Bộ này nè. Cái bộ này anh em từ 100 lên 110 bên lốc số anh em phải gian một cái taro để anh em bắt vào, bánh đỡ lớn nha, bộ bánh đỡ lớn quay 110 nha. Đó. Nắp chặn nhớt quay 110 và hai con ốc bắt nắp chặn nhớt cực kỳ đẹp nha anh em. Cực kỳ đẹp. Góc cạnh đen ngót ha. Ok, nói chuyện đây nói nhỏ nè mày, ta nghỉ ngơi sớm đó, đúng quay Thái 110 nha nè, trắng bóc. Rồi luôn bộ ốc máy bóc một cái full luôn nha mày. Rồi còn vài con cả đi, nói chung bộ ốc này nó dùng dốt, anh em về rửa ra ok nha, ráp vô xe mộc mộc được nha. Đó, ráp cho xe mộc mộc ok nha anh em. Rồi ốc mới rớt lần đầu nha, máy đầu nồi zin ốc trắng phao anh em thấy không, bộ full bộ như vậy á, em bán cho anh em hết luôn, cơm lê đầy đủ như vậy luôn đó, 380 ngàn.
380 ngàn nha anh em. Về anh em xài đó, nguyên cái đống 380 ngàn thôi, giá hợp lý dễ xài thôi. Tiếp theo nữa là ở đây mình có một cái giò đập máy quay thái 110 theo xe đẹp nha, thun kit starter đàng hoàng nha anh em, zin tháo xe, đầu tròn rất là đẹp nè, tròn lắm mà. Đó, này là chưa vệ sinh nha, mấy cái này vệ sinh ra hết nha anh em, vàng vàng nè. Đó, mã nè, mã đây hình mã 8k nha anh em, 8k. Ở trong không có bị trầy cọ gì hết nha, răng cỏ lanier là bao anh em nét nha, có luôn ốc số 8 nha anh em. Có ốc số 8 luôn nha, xi sáng đẹp nha anh em, để ngoài này quay cho anh em dễ nhìn thấy không, xi rất là sáng đẹp nha anh em. Đó, cái giò đập máy mình bán 300 nha, xi còn sáng còn đẹp. Cơ là mình bao anh em nha, còn rất là cứng nha anh em, cơ tích tắc nha. Cái phần này nè, anh em về anh em vệ sinh xong phải không, anh em chích miếng nhớt cái anh em lắc qua lắc lại là nó ngọt ngào à. Thấy anh em, tại vì lâu quá giờ đập máy đâu động chạm tới đâu, còn đẹp lắm nha anh em, 300 nha. Rồi ở đây em còn cái cần số quay thái 110 đời 2000 tháo xe đẹp nè, đúng đời 2000 tháo xe nha anh em, 2000 tháo xe, gai của nó to hơn gai zin mới một tí xíu, với cái rãnh chỗ này nè, cái rãnh cuối cùng nè nó sâu hơn và nó có điểm nhận diện rất là dễ nè. Cái chữ C theo xe mình nói với anh em, mình không anh em khỏi có coi hàng mới, ở đây mình bán không biết nhiều ngàn cây hàng mới rồi đó. Thứ nhất cái chữ C phía dưới phần theo xe này á là nó đậm hơn, và cái thứ hai nữa, trước cái chữ C nó có một cái điểm G lên rất là cao, còn hàng mới nó không có G lên cao gì đâu anh em, G là chặn ngón tay chặn bóng tay luôn nè, thấy không đó, nhớ vậy là được rồi. Cần số này mình bao anh em luôn, vệ sinh ra là bao sáng đẹp đó, đầu tròn chưa mòn luôn đây, đầu tròn là còn tròn do chưa mòn một miếng luôn nha anh em. Cái này anh em vô xe đẹp đẹp, tại vì cái đầu tròn chưa mòn này chỉ có ngày xưa người ta bọc lại thôi mới còn, chứ không thôi dễ gì mà còn. Chưa mòn luôn nha anh em. Đó, cái cần số này xi là cực kỳ, anh em rửa rất là đẹp lắm á. Nó có bị cấn ở đây miếng nè, nó cấn cái gì dưới dạ dưới này nè. Nè, mình nói chung mình bán hàng có sao báo vậy nha, này cấn gì dạ dưới miếng nè, không thành vấn đề đâu, tại khi anh em lên xe là như vậy nè, cái chỗ này nằm mặt dưới không có thấy đâu. Đúng đời 2000 tháo xe nha, còn rất là ok nha anh em, mình bán anh em 450.000 thôi, 450.000 thôi. Để cái này nói chung mình chưa vệ sinh, về cho anh em vệ sinh đồ. Trời ơi, anh em thử vệ sinh mà sáng bóng đánh bóng đẹp đẽ đồ lên thiệt, anh em cầm cái cần này anh em đi mua 700-800 là bình thường anh em. Mình nói anh em vậy tự anh em hiểu nó. Mình có được một cái Boe quay thái 110 tình trạng là chuẩn chỉ ok, nói chung là không lỗi đó, nói vậy đi cho nó nhanh, không lỗi. Một bên R nè anh em thấy không, bên R một bên L nó đúng Boe theo xe nha anh em, tình trạng là không lỗi. KFLF nó KFLF 2 đó. Cái Boe này về anh em vệ sinh nha, mình khui thùng là mình bụp chứ mình không có vệ sinh nha. Đó, cái Boe này mình bán 400.000 đó. Mình không có bao lọc gió bên trong thì xài ngon nha, lọc gió này anh em muốn mua mình có hàng zin chính hãng Honda Thái Lan mới, giá bữa nay mình bán là 130.000 nha. Mình nói thiệt với anh em á, một cái lọc gió giá mình nhập vô bữa nay là 115.000, giá nó lên khủng khiếp. Lúc trước mình bán chỉ có 115.000 thôi, bây giờ mình nhập vô là 115.000, phí vận chuyển về mình mấy ngàn một cái nữa rồi. Cho nên là bán cái đó mình nói thật với anh em, bán cho nó có khi anh em cần mà có thôi chứ không có lãi nhiều. Lọc gió này Boe này bán giá 400, đúng quay thái 110, bao anh em không có nứt vể bể gì chưa đó. Rồi tiếp theo là combo IC mobin, IC sạc và cục chớp quay 110. Cục chớp quay 110 thì Mitsuba Thái Lan, còn chớp Alpha thì Mitsuba Indonesia, nó khác nhau vậy thôi. Mitsuba Thái Lan này anh em thấy không, nó khác nhau vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đó, chớp quay thái 110 rồi, mình bán cả combo nha. Rồi còn combo này là combo sạc, cái này mình đã nói với anh em rất nhiều video rồi đó, trên cùng một chiếc xe đó, đời cao đó, CI 723
T9.D, còn cục sạc thì CI7, xin lỗi anh em, cục sạc là SH634A-12T9.N đó. Thì đây là đúng trên cùng một chiếc xe nè. Thì mình nói với anh em á, cái cục IC này cái giá nó cao, cái combo này cái giá nó cao hơn bình thường, mà cũng không cao đâu. Bình thường mình bán á, cục IC này nè đẹp á, là giá 600, cục sạc đẹp như vậy á, là giá 200, là 800 rồi. Thì mình bán nguyên cái cơm lê này cho anh em á đó. IC sạc với cục chớp này giá có 900 ngàn thôi đó. Cục IC này là mình bao anh em cực kỳ đẹp. Giờ có cục sạc trước đi, bán cho anh em chơi phong thủy thôi chứ không có cái gì mà nó cao siêu hết trơn. T9.N nè, cho anh em chơi phong thủy, chơi sưu tầm đồ, nó 9 chấm nọ thôi, số đẹp này nọ thôi, chứ thằng nào như thằng nấy anh em, chăm mừ không có cái vụ mà 9 chấm mà chạy ngon hơn 0 chấm mà 1 chấm mà làm gì có. Cái đó là những cái chuyện không tưởng, chuyện quan đường, vô lý và phi lý đó. Mình bán mình cũng nói thiệt tình luôn với anh em, mình không ngại đâu. KFL đẹp nè đó. Mấy cái chấu ở trong anh em coi chưa có ra tan một miếng nào, thấy không? Đặc biệt cái chấu dắt tắt máy này cứng ngắc luôn, không có lung lay luôn. Đó. Cục PC này mình bao anh em luôn, rửa ra là cực kỳ đẹp, đúng quay 110 nha. 900 ngàn combo này anh em xài alo em. Ba món, còn mình rửa xong thì có gì mình bán cao hơn chút, công mình vệ sinh, thuốc men của mình này nọ đồ. Rồi, ba món này 900, anh em tính đi có mắc không? Cục PC đẹp này mình bán 600 rồi, giá hiện tại thị trường. Cục chớp mình 50 ngàn, 650 rồi. Cục sạc mình bán 200 khỏe luôn, nó thẳng với anh em, sạc chữ đẹp với 200, 850 mình bán combo này 900 ngàn đó. Rồi tiếp theo là mình còn được củ đề quay 110 thái, bữa nay có sợi dây củ đề luôn, là mình ghép vô cho anh em luôn. Củ đề này mình bán bữa nay đầy đủ luôn, luôn dây củ đề luôn. Củ đề này mình bán giá 1,2 triệu nha, anh em xài liên hệ. Quay thái 110 31200 KFL gạch 850 Mitsuba Thái Lan đó. Anh em nhìn tự đánh giá, nói chung mình tháo trên xe nhà mình xuống, anh em khỏi có suy nghĩ đến cái chuyện đề ngon hay không, tại vì mình đang test củ đề mới để sau này mình có cái đà mình bán cho anh em mình mới mạnh miệng được. Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà trên xe nhà mình gỡ xuống mà đồ bẹo, xin lỗi với anh em á, thiệt trên xe nhà em gỡ xuống không có cái nào bẹo, chứ bẹo là em không có xài. Không phải mình chảnh gì, nhưng mà xe của em là xe tâm huyết em chọn đó, đẹp tới trên cái này anh em coi nè, cái đế ở trên anh em coi cái màu chưa ra biến tan tuyển luôn, đời im như dây điện 110 rồi, im như quay A vậy. Dây củ đề đầy đủ luôn, đúng dây củ đề quay thái 110 này nha anh em đó, đúng dây củ đề quay 110 thái 1,2 triệu nha. Củ đề, dây củ đề đầy đủ, anh em xài liên hệ em. Tiếp theo nay em còn được về mua về được một bộ số quay 110 thái hàng tầm trung cho anh em xài, hàng giá rẻ nha. Thứ nhất là cốt đạp cốt số, bộ số này cái cốt đạp nó đẹp nhưng mà cái cốt số nó không có đẹp nha anh em. Cái cốt số này anh em phải rửa ráy ra nhìn mới được đó, không có đẹp, răng cỏ nó cũng không có được nét mấy đó. Được cái là nó ngay thẳng, nó không có cong, đúng cốt số quay 110 anh em đó. Cốt đạp thì khỏi coi, mình bán bộ số lúc nào mình cũng bán full full, ít chịu bán lẻ lắm anh em ơi, mình ít chịu bán lẻ, báo số đầy đủ luôn nha anh em. Số này tình trạng mình báo với anh em luôn, đang trên xe ngon lành không hú, nhưng mà số 2 nó bị nhăm nhẹ nè, số cũng khá lắm á, mà nó số 2 nó bị mấy răng nhẹ nè, nè thấy không anh em, thấy không, một răng này, hai răng đó, bị mấy răng gì đó,
đó. Mình cũng không có giấu anh em có sao mình báo vậy, dòng thước nó sờ sờ trước mắt sao giấu. Ừ. Không. Bao anh em không có hú nha. Số 4 thì đẹp anh em không có lỗi. Mình bao anh em số 4 là đẹp, không có nhăm mẻ răng nào nha. Mình bao anh em lên xe không hú. Mình hỏi anh em á, nếu những anh em mình nói ở đây là mình ra là anh em nào chơi 110 là biết liền. Anh em chạy 110 trước giờ có nghe tới hú số không? Chưa có ai nghe tới 110 mà hú số chứ. Trừ khi những chiếc xe nào mà nói với anh em là thuộc dạng là xe đem đi chở cặn hay là chở hàng xưa rồi. Chứ đó giờ em chưa có chiếc 110 nào mà hú số chứ. Đó. Mình báo với anh em luôn nè, bộ số này nè. Lúc trước á, người chủ á, người ta làm máy á, người ta rã ra là cây cốt số rồi nè. Đó. Có xấu. Người ta mới đem đi đắp mà người ta mài lên nè. Đó, mình nói tình thiệt tình ngay cho anh em luôn chứ mình không có chuyện mà che giấu đâu. 99 luôn nha anh em. Ừ. Ừ. Đắp lên này nha anh em. Ừ. Đắp lên này nha. Đang xài vô tư luôn đó. Rã ra đó có gì đâu. Ừ. Bao anh em lên xe ngon lành đàng hoàng, mình bán anh em bộ số này chỉ có 600 ngàn thôi full bộ đó. Này giá anh em thầy thợ gì có sống bình thường, con heo còn đẹp đàng hoàng. Ừ. Con heo đẹp anh em, cặp heo này quá đẹp nha, cặp heo hơi bị đẹp nha anh em, hột lúa hơi bị xịn nè, 18 19 nha đó, 600 ngàn thôi. Đồ đẹp giá đẹp, đồ bèo giá bèo, đồ tầm trung giá tầm trung chứ đủ phải. Lúc nào anh em cũng nói bán giá trên trời trên mây làm gì có, muốn bán giá trên trời bán sao, phải không anh em? Ừ. Nè bây giờ tiếp theo là báo với anh em nè, bữa nay em có một bộ nồi 2.000. Nói chung á, cái này mình báo với anh em luôn, tất cả những món đồ ở đây á, là mình mua tùm lum tè le cho anh em, mình bày ra mình bán nha anh em, chứ không có cái chuyện của một cái máy nhất định nào hết nha. Đó, không có cái nhất định của máy nào, chỉ có là thằng bộ nồi này nè, với bộ danh lốc này là máy nè. Còn cái đầu lòng này là riêng nha, mình mua riêng nha, bộ số này là riêng luôn nha anh em. Rồi sạc IC mobile rồi đập máy cần số boe là riêng hết, chỉ có bộ nồi với cái bộ danh lốc này là một máy nè. Thì được hai món, mua đồ cạp được hai món đó. Bộ nồi quay 110 thái 2.000, nồi này mình nói thẳng với anh em luôn. Anh em về mà gáp hú là một mình đền mười cho anh em, nói thẳng anh em một câu luôn đó. Chơi là bao anh em tới cỡ đó, đó. Ừ. Còn cái chuyện mình đã nói rồi, nồi từ xe này qua xe khác anh em mới đưa vô nó gọi luôn, nóng quá nó tắt led luôn, là nó có tiếng gió o là chuyện bình thường, không có cái gì chứ đó. Anh em đọc im phân phát sao đó đâu em được. Nóng máy quá tắt led luôn. Ừ. Rồi, chờ em xíu nha. Rồi tiếp theo anh em ơi, hồi nãy đang quay video cái máy nó nóng quá cái nó tắt led anh em, để cho cái máy tại mình bật led đó. Bật led để hỗ trợ, nào là đèn trợ sáng nào là led nữa, để cho anh em mình hỗ trợ cái ánh sáng nó đầy đủ, anh em mình nhìn đồ cho nó dễ anh em. Ừ. Bộ nồi 2.000 thì trên cái video này thì chỉ có một vài món đồ là nó whip quay 110, nhưng mà được bộ nồi với bộ dinh lốc này là chung một máy này, đúng rồi, đúng chất máy đẹp luôn nha anh em. Đó thì mình vào chi tiết bộ nồi, hồi nãy mình có quay cho anh em là bộ cò muỗng ốc chỉnh nồi rồi, thì mình báo giá với anh em luôn, bộ nồi này mình bán giá 3,5 triệu. Nếu anh em là có nhu cầu thì liên hệ mình, nồi quay thái 110 đề 2.000, bao đẹp bao lên xe nha. Rồi tiên mình cho anh em xem cái chuông, chuông là chuông zin chưa tán nha. Đó, chuông zin chưa tán, mình quay rất là chi tiết nha nè. Đó, cái mã nó đây vẫn còn nè anh em xem, KFMA
cái đáp nó đóng ở đây nè, thấy không, nó mờ mờ ảo ảo đó. Rồi mình cho anh em coi cặp nhông hú, nói chung mấy cái nồi này ông anh mình kỹ cũng đánh dấu cho anh em về ráp khó phản lắm, mà nói thẳng đó. Nồi còn khác lắm nha anh em, nồi này còn khác lắm. Nói chung là nồi còn ngon lành lắm anh em ơi. Anh em chở nè, nửa răng nè, thấy không? Anh em cứ chở đúng nửa răng vô cho nó vô cái ngàm của nó là lòng kem. Đó. Sao mà kỳ vậy ta? Nồi còn khét lắm nha anh em. Bao anh em lên xe nha. Chuông zin nó. Cái chuông này là chuông zin nha anh em, rất là dày. Đó. Đó. Nói chung là chuông còn đẹp lắm nha anh em. Nè anh em xem. Để mình zoom kỹ cho anh em coi cái nó nha. Nó chuông có gợn tay nha anh em, nhưng mà gợn ít chứ không có nhiều rồi nha anh em. Hai mấy năm mà nó phải gợn anh em. Gợn ít thôi. Đó. Bộ nồi này mình bao anh em chạy rất là bốc nha anh em. Bố rất là đẹp, ba càng rất là đẹp. Đây. Đáp nó còn đóng ở đây nè.